Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận, biểu dương nỗ lực, sáng tạo và thành tích mà Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã đạt được trong 20 năm qua. Với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương từng bước khẳng định vai trò, vị thế, uy tín trong đời sống văn học, nghệ thuật, không ngừng đổi mới, sáng tạo cả nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, kết nối trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhất là đội ngũ lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước. Hội đồng đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực thúc đẩy sự phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Hội đồng đã tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, Hội đồng còn triển khai nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực hàng năm như tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, hoàn thành các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học có tính quan trọng và cấp thiết đạt chất lượng cao, ông Nghĩa cho biết. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Hội đồng tiếp tục phát huy, huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo và thành viên Hội đồng qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong cả nước. Hội đồng cần bám sát và thấu hiểu sâu sắc hơn nữa thực tiễn văn học, nghệ thuật. Ông Nghĩa cũng yêu cầu tăng cường số lượng, gắn với nâng cao chất lượng báo cáo tư vấn cho Đảng, Nhà nước, nhất là tư vấn chuyên đề, chuyên sâu. Kiên định phát huy vai trò nền tảng, chủ đạo của mỹ học Marxist, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật, tổ chức nghiên cứu thấu đáo tư tưởng văn nghệ truyền thống của cha ông, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa lý luận văn học, nghệ thuật trên thế giới, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư T.S. Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn của tình hình trong nước trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới, tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có giới trí thức văn nghệ sĩ, đồng thời để bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và văn nghệ, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa 9, đã ban hành quyết định số 81 QĐ-TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 thành lập Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương. Đây là quyết định kịp thời, đúng đắn thể hiện sự nhạy bén, chủ động và sáng suốt của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật được Đảng ta khẳng định là bộ phận rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh. Qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, có 7 lãnh đạo và ủy viên hội đồng được Chủ tịch nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và khoa học, công nghệ, 25 lãnh đạo và ủy viên hội đồng được Chủ tịch nước